Về tình hình điều trị, trong số hơn 1.100 bệnh nhân COVID-19, hiện có 45 bệnh nhân tiên lượng nặng và rất nặng. Cụ thể là có 33 bệnh nhân tiến triển nặng lên và 12 ca tiên lượng rất nặng. Đặc biệt là có một bệnh nhân đang được can thiệp tim phổi nhân tạo ECMO. Có 9 trường hợp khác tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang thở máy xâm nhập. 4 người được sử dụng phương pháp thở không xâm nhập và 23 bệnh nhân dùng oxy gọng kính. Trước yêu cầu của Sở Y tế thành phố Hà Nội xét nghiệm tất cả những người trở về từ Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5, các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã đang khẩn trương rà soát xác minh từng trường hợp khai báo y tế ở địa phương và tiến hành lấy mẫu. Dự kiến là số lượng người cần làm xét nghiệm sẽ nhiều hơn so với con số thống kê lấy từ phần mềm tờ khai y tế được thành phố đưa ra. Dù vậy, thì các địa phương cũng đặt mục tiêu là hoàn thành việc lấy mẫu trong 2 ngày cuối tuần này. Ra từng ngõ, gõ cửa từng nhà. Nhờ biện pháp quyết liệt này, ngay sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, trạm y tế xã An Khánh nhanh chóng hoàn thành việc rà soát, xác minh người dân trở về từ Đà Nẵng. Danh sách là người dân đã khai báo từ trước, ngay sau khi có chỉ đạo thì bọn em gọi điện luôn cho người dân, thực hiện triển khai từ tối, gọi điện cho người dân từ tối hôm qua. Tối qua trạm y tế này đã tiến hành lấy mẫu 10 trường hợp. Hôm nay từ sáng sớm, các cán bộ của trạm y tế cũng được huy động tối đa để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Theo thống kê lấy từ phần mềm tờ khai y tế, trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội có 5.599 người về từ Đà Nẵng từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 5. Tuy nhiên, thực tế số lượng sẽ có sự gia tăng theo rà soát tại từng địa phương. Cái việc mà đi khai báo online thì nhiều khi trong một gia đình đi thì chỉ có một người khai báo. Còn đâu trên thực tế thì bây giờ họ có thể là gì? Cả một gia đình đi, có thể 5 người, 6 người mà họ cùng đi. Nhưng mà trên thực tế thì đi khai báo của một người, cho nên đến bây giờ khi đến làm công việc thực tế thì họ sẽ là gì? Khai báo chính xác thực tế là cụ thể lại thì cái con số nó sẽ lên rất là nhiều. Theo Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức, trong sáng nay, toàn bộ các trạm y tế xã trên địa bàn đều đồng loạt triển khai lấy mẫu xét nghiệm. Dự kiến số lượng là khoảng 500 mẫu. Cố gắng từ bây giờ đến 11 rưỡi. Và nếu là để hoàn thành và nếu chiều nay còn bao nhiêu thì trạm y tế sẽ thực hiện cái việc là lấy vét, lấy làm sao cố gắng trong ngày hôm nay là sẽ hoàn thành. Thông tin trong chiều nay, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, Ba Đình cũng tiến hành lấy mẫu cho người dân đã đến Đà Nẵng từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 5. Yêu cầu của Sở Y tế Hà Nội được các đơn vị khẩn trương triển khai nhằm truy vết, khoanh vùng, xử lý ổ dịch kịp thời, không để dịch lây lan tại cộng đồng. Bắc Giang đã tăng số ca mắc COVID-19 lên hơn 100 ca, chủ yếu là liên quan tới công nhân tại các nhà máy, khu công nghiệp. Với hơn 160.000 công nhân nhưng sống rải rác khắp nơi, nên những ngày này không chỉ phải căng mình xét nghiệm người lao động tại các nhà máy, tỉnh Bắc Giang còn đang phải căng mình truy vết xét nghiệm tại các khu nhà trọ có nguy cơ cao. Tại huyện Việt Yên có khoảng hơn 50.000 công nhân lao động, tương đương số nhà trọ lớn và ở nhiều khu vực khác nhau. Nên đã có nhiều ngày liên tục hàng trăm chiến sĩ công an huyện Việt Yên phải truy vết cả ngày lẫn đêm tại các khu vực công nhân sinh sống. Tỉnh Bắc Giang cũng đã tạm thời phong tỏa khu vực nhà trọ nơi nhiều công nhân sinh sống như là My Điền ở thị trấn Nánh, một vài thôn của xã Tăng Tiến, xã Quang Châu và yêu cầu lấy mẫu toàn bộ người dân sống ở đó. Những ngày vừa qua, nhiều trường hợp khi đi từ vùng dịch về vào các bệnh viện nhưng đã không khai báo theo đúng quy định. Tại Hà Nội, hai vợ chồng đi từ vùng dịch về nhưng khai báo y tế không trung thực tại bệnh viện Hữu Nghị, sau đó được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, một bệnh nhân vào bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cũng không khai báo y tế trung thực. Đây là những mối hiểm nguy lớn làm lây lan dịch bệnh. Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, nhiều lớp sàng lọc bệnh nhân trước khi vào bệnh viện đã được triển khai. Nhưng mới đây, bệnh viện phát hiện một trường hợp từng đến bệnh viện ca cơ sở Tân Triều Hà Nội nhưng đã không khai báo. Địa chỉ là ở Quảng Trị nhưng bệnh nhân lại khai báo sống tại Bình Dương. Chúng tôi phải xử lý ngay, chúng tôi đưa xuống khu sàng lọc để hỏi kỹ hơn và phối hợp cùng với trung tâm y tế của Bình Thạnh để đưa vào khu cách ly của bệnh viện, thử mẫu bệnh nhân và cả thân nhân. Và may mắn thì tối hôm đó thì kết quả mẫu trở về là âm tính. Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội thì không may mắn khi tiếp nhận hai vợ chồng đi từ vùng dịch Đà Nẵng về nhưng không khai báo trung thực. Sau đó, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, bệnh viện đã phải cách ly y tế với khoa cấp cứu và những người tiếp xúc gần. Nếu mà lây dịch bệnh COVID-19 cho người khác thì bị coi là cái hành vi làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. Nó được quy định rất rõ trong điều 240 của Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017, có thể phạt tiền từ 50 triệu đồng cho đến 200 triệu đồng và có thể phạt tù
cho đến 12 năm. Khai báo y tế trực tuyến bằng mã QR code và thậm chí là có nhân viên bảo vệ ở đây để kiểm tra từng người bệnh khi vào bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Những giải pháp nhiều lớp nhiều vòng như thế này nhằm kịp thời phát hiện những người bệnh khai báo y tế không đúng theo quy định. Khai báo tưởng chừng chỉ là một động tác đơn giản, nhưng nếu không đúng hoặc cố tình che giấu, khi dịch bệnh lây lan thì hậu quả khó lường. Tiếp tục với thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới, Hàn Quốc thông báo trong 24 giờ đồng hồ qua đã ghi nhận thêm 681 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại nước này lên hơn 130.000 người. Tính trung bình là số ca mắc mới mỗi ngày trong tuần tại Hàn Quốc là 617 người, trong bối cảnh hoạt động tiêm chủng của nước này chưa có nhiều tiến triển do khan hiếm nguồn cung vaccine. Kể từ khi Hàn Quốc tiến hành đợt tiêm chủng đại trà từ ngày cuối tháng 2, đã có hơn 3,7 triệu người được tiêm vaccine ngừa COVID-19. 1/4 trong số đó đã được tiêm đủ liều. Ngoài ra, để kiểm soát dịch bệnh, nhà chức trách Hàn Quốc tiếp tục duy trì khuyến cáo đặc biệt về việc ra nước ngoài đến ngày 15 tháng 6. Thêm nhiều thi thể xuất hiện trên sông Hằng ở bang Uttar Pradesh, phía Bắc Ấn Độ, vào sáng nay theo giờ địa phương. Vậy là chỉ trong vòng một tuần đã có hơn 100 thi thể dạt vào cùng một khu vực sông, gây ra sự hoang mang đối với người dân sống trong những ngôi làng ở đây. Làng Gama ở huyện Ghazipur, bang Uttar Pradesh đã náo loạn khi hơn 100 thi thể trôi dạt vào bờ sông kể từ đầu tuần này. Một số thi thể vẫn ở đó từ 2 đến 4 ngày nay mà không được di dời tới nơi khác hoặc là được xử lý. Theo tình trạng của thi thể, có vẻ như là họ đã qua đời từ lâu. Một số thi thể có thể trôi từ các địa phương khác đến, từ đầu nguồn con sông. Sông Hằng uốn cong ở làng Gama khiến đoạn sông này khá yên, thi thể dễ bị dạt vào bờ. Cứ đà này thì mấy ngày nữa thôi, thi thể người chết sẽ chất thành núi ở bờ sông này mất. Các chuyên gia lo ngại rằng số ca tử vong ở Ấn Độ vì dịch bệnh và nhiều lý do khác đã không được báo cáo đầy đủ, dẫn tới số người chết trên thực tế còn cao hơn. Chúng tôi đang trang bị cơ sở hỏa táng của địa phương theo cách tốt hơn và tuyên truyền với mọi người rằng họ không nên mang thi thể đi bất cứ đâu ngoại trừ những điểm được chỉ định. Chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp mọi thứ trong khả năng để người dân hỏa táng người thân của họ. Chúng tôi cũng sẽ hỏa táng những thi thể trôi dạt vào hai bên bờ sông để tránh gây phát tán dịch bệnh. Việc quá nhiều thi thể được hỏa táng bên bờ sông cũng có thể là một trong những nguyên nhân các thi thể này bị dòng nước cuốn trôi. Khả năng khác là người thân đã thả các thi thể trôi sông do chi phí tổ chức tang lễ đắt đỏ. Các chuyên gia y tế cảnh báo, những địa phương xuất hiện thi thể trôi dạt thì cần vớt và xử lý ngay, tránh trường hợp thi thể gây ô nhiễm nguồn nước sông Hằng. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang khiến hệ thống y tế Ấn Độ phải oằn mình chống đỡ, nếu một dịch bệnh khác xuất hiện thì sẽ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố trừ lớp 9, lớp 12 bắt đầu nghỉ học từ hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2021. Về công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ giữ nguyên hình thức thi trực tiếp với 4 môn thi theo kế hoạch của thành phố. Trường hợp tại thời điểm tổ chức thi vẫn còn có học sinh bị cách ly theo quy định vì dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ báo cáo tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét đặc cách đối với những trường hợp cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Sở cũng đưa ra phương án tổ chức khảo sát cho học sinh lớp 12 bằng hình thức trực tuyến vào cuối tháng 5 năm 2021.